Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa ngày thứ hai, 14 tháng 4 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Ba mẹ ở Utah tình nghi giết bảy con sơ sinh bỏ trong hộp giấy. Giới chức hàng Bộ trưởng Mỹ đến Đài Loan lần đầu tiên sau 14 năm. Lý đưa Sài Gòn quyên góp được 40.000 đô la giúp gia đình bé Vivian Nguyễn. Cà phê bệt Sài Gòn nở rộ thu hút khách bình dân. Và sau đây là phần tin chi tiết. Việc khám phá xác 7 đứa trẻ sơ sinh để trong hộp giấy tìm thấy trong nhà để xe tại một căn nhà ở Utah đã khiến cảnh sát phải mở cuộc điều tra bà mẹ và các thành viên trong gia đình để tìm hiểu lý do vì sao một thảm kịch như vậy có thể kéo dài cả thập niên mà không ai để ý. Bà Megan Huntsman, 39 tuổi, bị cáo buộc là giết các đứa con sơ sinh của mình ngay sau khi đẻ ra trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2006 theo các điều tra viên. Bà bị bắt đưa vào nhà giam quận Utah County với cáo buộc về 6 tội sát nhân. Hiện chưa rõ tại sao mà bà Huntsman chỉ bị truy tố 6 tội danh sát nhân thay vì 7. Vụ án ghê rợn này đặt ra nhiều câu hỏi là làm sao các vụ giết trẻ có thể xảy ra trong khi bà Huntsman vẫn có đời sống bình thường, giao thiệp với người chung quanh. Người chồng đã ly thân của bà Huntsman khám phá ra các thi hài này khi dọn dẹp nhà để xe sau khi vừa ra khỏi tù giới hữu trách không nghĩ rằng ông ta biết về các vụ giết trẻ này và hiện ông không là đối tượng để điều tra. Bà Huntsman cũng có ba người con gái sống cùng trong nhà, một người ở tuổi thiếu niên và hai người ở tuổi trưởng thành. Hàng xóm trong khu nhà trung lưu ở cách nơi thành phố Salt Lake City, chừng 56 km về phía nam cho hay họ, họ bàn hoang về các cáo buộc và không thể hiểu tại sao các người con lớn của bà Hensman sống trong nhà không biết là mẹ mình có bầu hay có điều bất thường. Vài năm trước đây thì bà Hensman dọn ra khỏi nhà để cho ba người con gái sống một mình nơi đây. Hàng xóm không rõ từ đó đến nay bà sống ở đâu. Tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu hôm thứ Hai đã chào đón bà Gina McCarthy, giới chức hàng bộ trưởng Mỹ đầu tiên đến Mỹ thăm đảo quốc này từ 14 năm qua, và gọi đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ với Washington. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 có cuộc viếng thăm ở cấp bộ trưởng từ Mỹ đến Đài Loan. Điều này có tính cách rất quan trọng cho mối quan hệ song phương, ông Mã Anh Cửu cho hay khi gặp bà McCarthy, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Mỹ đã cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan khi công nhận Trung Quốc vào năm 1979. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là quốc gia bán vũ khí hàng đầu cho Đài Loan dù không có mối quan hệ chính thức. Trong thời gian viếng thăm Đài Loan, bà Mark McCarthy sẽ viếng thăm một trường tiểu học và đọc diễn văn tại Đại học Quốc gia Đài Loan về sự hợp tác môi trường giữa Mỹ và Đài Loan. Trong buổi gây quỹ mang tên Field the Boot, Nhằm giúp gia đình bé Vivian Nguyễn tại khu vực Lido Sài Gòn hôm chủ nhật, hiệp hội cảnh sát Westminster và nhân viên sở cứu hỏa Orange County đã quyên được hơn 40.000 đô la. Các thiện nguyện viên cầm giấy ống có dán bức thư của sở cảnh sát Westminster kêu gọi mọi người giúp đỡ cùng với hình của em Vivian bước đến các xe đậu tại ngã tư Magnolia, bonsa và Golden West Bonsa xin mọi người đóng góp để giúp đỡ gia đình nạn nhân 12 tuổi này. Bé Vivian bị một nghi can buôn bán ma túy trong lúc bị cảnh sát đuổi đã lái xe đụng chết hôm thứ năm tuần trước. Tai nạn thảm khốc đã khiến bé Vivian Nguyễn 12 tuổi, học sinh lớp 7 trường Johnson Middle School, Westminster tử thương, mẹ và anh trai 13 tuổi của em bị trọng thương. Chủ tịch hiệp hội cảnh sát viên Westminster cảnh sát viên Alan Iswasita cho rằng ông thật sự sửng sốt trước sự nhiệt tình và rộng rãi của cư dân mà ông phục vụ. Ông nói những giây phút như thế này khiến tôi thấy hãnh diện cho sự nghiệp phục vụ cộng đồng thành phố Westminster. Nhiều người đã đến cho tiền mặt và chi phiếu. Một phụ nữ bản xứ giấu tên đã đậu xe trước tiệm 7-Eleven ở góc Bones và Magnolia, bỏ tiền vào ống giày và nói, tôi giúp vì khi con tôi bị tai nạn tử thương, tôi đã được mọi người giúp đỡ tang lễ bé Vivian đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật tại nghĩa trang Big Family Westminster. Có rất đông người tham dự lễ an táng, đa số không phải là thân thuộc của gia đình nạn nhân, đến để tiễn đưa bé gái xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cuối cùng là phần tin Việt Nam. Sau các loại cà phê đèn mờ, cà phê võng, cà phê ôm, cà phê vỉa hè, thì Sài Gòn đang nở rộ loại cà phê bệt rang xây cà phê hạt tại chỗ để pha phin bán cho khách. Người ta gọi là cà phê bệt bởi vì chủ quán trưng bày các loại bàn ghế thấp sát mặt đất, khiến cho khách hàng phải ngồi với tư thế không khác bệt trên sàn nhà. Bất ngờ là các quán cà phê bệt đông khách không kém quán cà phê Starbucks những ngày đầu mới mở tại Sài Gòn. Quán cà phê bệt thu hút khách bình dân nhờ giá rẻ chỉ vào khoảng từ 10.000 đến 15.000 đồng, tương đương với lại 50 sen đến 75 sen một ly cà phê. Dù rẻ thì khách hàng tại đây cảm thấy vững bụng vì tin chắc rằng cà phê uống vào bụng không trộn bột bắp, bột đậu nành rang hay là hạt cao cũng như các loại hóa chất tạo mùi, tạo màu độc hại. Điều quan trọng hơn nữa, theo giới sinh viên, thì quán cà phê bệt cung cấp wifi miễn phí giúp cho họ truy cập internet, lướt web, bắt trước như Starbucks Coffee nên họ không cần phải vào quán Starbucks. Chủ một quán cà phê bệt ở đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4 cho hay, khách hàng ở Việt Nam hiện nay thưởng thức mùi vị cà phê khá sành, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các quán với nhau. Bà này nói rằng ly cà phê dởm sẽ đẩy khách sang quán khác ngay lập tức. Bà cho biết quán cà phê rang xay mọc rất nhiều nên phải cạnh tranh từng chút một. Rõ ràng đây là lợi ích chính đáng của người tiêu thụ trong thời buổi kinh tế thị trường. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ hai 14 tháng 4 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, gia vật phong phú nhất. Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414.